Covid-19 đang hoành hành khắp nơi trên thế giới và đảo lộn cuộc sống của chúng ta. Làm thế nào để chúng ta có thể tiếp tục sống, làm việc và vui chơi một cách an toàn? Vaccine có thể làm giảm nguy cơ nhiễm Covid và quan trọng hơn là giúp bảo vệ chúng ta khỏi bị bệnh nặng và nguy cơ tử vong do Covid. Đây chính là biện pháp hữu hiệu nhất để đưa chúng ta đến một bình thường mới. Lớn tuổi, bệnh nền như mẹ tôi tiêm được không? Để được bảo vệ, mọi người trên 18 tuổi đều nên tiêm vaccine, đặc biệt là những người lớn tuổi và những người có bệnh lý nền như đái tháo đường, bệnh tim mạch, bệnh phổi hoặc bệnh gan mãn tính. Vậy ai không nên tiêm vaccine? Đó là những người từng bị phản ứng phản vệ độ 2 trở lên khi tiêm mũi 1, hoặc có tiền sử dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đặc biệt là polyethylene glycol đối với vaccine Pfizer và Moderna. Riêng đối với vaccine của AstraZeneca còn có chống chỉ định dành cho người bị đông máu, rò rỉ mao mạch hoặc giảm tiểu cầu sau tiêm mũi 1. Đang mang thai và cho con bú có nên tiêm không? Đã có bằng chứng về độ an toàn của vaccine COVID dành cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Phụ nữ mang thai khi nhiễm COVID sẽ gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng cho cả mẹ lẫn thai nhi, nên rất cần phải được tiêm vaccine càng sớm càng tốt. Dạ cô chú ơi, tụi con có được tiêm vaccine không ạ? Các nghiên cứu về tính an toàn và hiệu quả của vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi đang được đẩy mạnh. Vaccine của hãng Pfizer đã được cấp phép để tiêm cho trẻ trên 12 tuổi. Các nghiên cứu của hãng Moderna và AstraZeneca dành cho trẻ em cũng sắp có kết quả. Và sắp đến đây, độ tuổi của trẻ em được tiêm vaccine sẽ càng được mở rộng hơn nữa. Các loại vaccine đã được cấp phép như Moderna, Pfizer, Astra hay Sinopharm đều đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và đều có hiệu quả. Vaccine sẽ bảo vệ chúng ta khỏi bị bệnh và đặc biệt là giảm đáng kể nguy cơ bị bệnh nặng và tử vong, dù là với biến chủng Delta. Do đó vaccine là một lớp áo giáp bảo vệ hữu hiệu. Trong tình cảnh đại dịch xảy ra ở khắp nơi và thế giới đang thiếu vaccine, bạn hãy tiêm ngay vaccine khi có thể để được bảo vệ càng sớm càng tốt. Vaccine tốt nhất chính là loại được tiêm sớm nhất. Cần chuẩn bị gì khi tiêm? Bạn cần chuẩn bị sẵn thuốc hạ sốt để điều trị tác dụng phụ sau khi tiêm nếu có. Hãy chuẩn bị khẩu trang, nước khử khuẩn, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hồ sơ bệnh án nếu có, mang theo bút viết. Trước khi đi đến điểm tiêm, hãy ăn nhẹ và uống nhiều nước. Hãy mặc trang phục thoải mái, áo ngắn tay. Bạn không nên đi đến điểm tiêm nếu có bất kỳ triệu chứng nào của COVID như sốt, ho, sổ mũi. Hãy ở nhà để theo dõi sức khỏe và nhận được sự trợ giúp y tế khi cần thiết. Hãy mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn tại nơi tiêm. Hãy bình tĩnh thực hiện theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế. Bạn hãy ở lại điểm tiêm từ 15 đến 30 phút tùy theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Bạn vẫn cần phải tiếp tục duy trì khẩu trang và khử khuẩn ngay cả sau khi đã được tiêm ngừa vaccine. Các tác dụng phụ của vaccine thường tự giới hạn trong vòng 48 giờ đầu sau tiêm, tuy nhiên một số ít có thể kéo dài khoảng 3 tuần. Bạn có thể tự theo dõi những tác dụng phụ này tại nhà. Bạn nên uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều và hạn chế tập thể dục mạnh trong vòng 1 tuần sau tiêm. Các tác dụng phụ thường gặp của vaccine là đau nhức, ngứa, sưng đỏ nơi tiêm, triệu chứng giống cúm như lạnh, sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau khớp, đau cơ. Bạn có thể uống một viên paracetamol 500mg mỗi khi sốt và không quá 4 viên trong vòng 24 giờ. Các tác dụng phụ nghiêm trọng dù rất hiếm nhưng vẫn có thể xảy ra tức thì hoặc vài ngày sau tiêm vaccine. Bạn hãy đến ngay các cơ sở y tế gần nhất nếu có một trong những dấu hiệu sau đây: ngứa và sưng môi, tê lưỡi, phát ban, nổi mẩn trên người, khó thở, tím tái, thở rít, thở khò khè, cảm giác bị tắc nghẽn ở vùng cổ họng hoặc đột ngột khàn tiếng, đau quặn bụng, nôn và tiêu chảy, cảm giác choáng, say sẩm, co quắp tay chân, té ngã. Khi trên 80% dân số có được miễn dịch với COVID bằng biện pháp tiêm ngừa hoặc do đã từng nhiễm, thì chúng ta có thể dần dần trở lại cuộc sống bình thường của mình. Vậy thì, chích đi, chờ chi? Khoa học đang phát triển rất nhanh. Thông tin trên đây được làm vào đầu tháng 8 năm 2021 và có thể chỉ đúng vào thời điểm ấy. Hãy cập nhật tin tức khoa học mới nhất bằng các trang thông tin chính thống.